Con shop này là của Mỹ nha anh em. Cái hiệu gì đây? Hiệu gì? Da Haston hay sao? Em ra Google coi thêm nha. Bán 20 này. Đây là crossover phân tầng để chỉnh chỉnh pha với lại chỉnh cái độ mà sao ta tần số thấp nhất 40 hè, cao nhất là 140 hè nha. Nếu mà anh em chỉnh càng lên cao thì nó có càng lẫn tiếng mid vô, gọi là loud mid đó, tiếng mid mà mid trầm á. Cái đây là để dành cho mấy cái lo ra này, vô ra này. Ví dụ như mình lay in á, in này, thay vì cái rác này 1 này, 2 này, rồi nó ra cũng 2 lo. Như vậy thì cái bộ gốc của nó có lẽ là hai bên là có hai cái lo nhỏ nữa này. Nè, hai cái lo dãy cao nha, là đảo pha, là ốp này, auto. Tiếng hay không được nha anh em. Mình lười quá chứ không, đúng ra mình câu thêm một cái lo bên ngoài mình nghe. Xong rồi mình câu cái sếp vô lại anh em phân biệt được liền qua cái tiếng nó trầm vô lại nghe tiếng. Rồi có con này anh em nào chơi thì nhắn nha. Con đang nghe nhạc rồi cũng được nè. Vừa vừa thôi nha.